Chào các bác, chào các bạn nhé. Chào mừng các bác và các bạn đã quay trở lại với kênh Câu Cá và Khám Phá Phong Thổ. Giờ em đổi thành HT Go Fishing. Hôm nay em đi lưu mương câu khính, chán rồi là chuyển sang lưu mương. Sẽ lưu đoạn này trước, rồi tí em sẽ quay đoạn trên nhé. Hy vọng rằng năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, các bác sẽ ủng hộ kênh của em nhiều hơn nhé. Em sẽ cố gắng làm sao để kênh được hay nhất và giúp các bác giải quyết được những cơn vật vã nhiều nhất các bác nhé. Này lua bằng cái con thỉa lượn này mà không được thì khi phải dùng cái loại mồi siêu nhạy kia để đi bắt cá thôi các bạn. Mồi này đấy, ngày xưa câu được nhiều nhưng giờ câu ít lắm. Dính rồi nhưng các bạn, con đầu tiên này à, nha các bác nha, con đầu tiên buổi hôm nay nhé. Đấy, cho nó vào giỏ đã. Đi lùa em vẫn thích cái mồi thiền lượn hơn các bạn. Cái mồi siêu nhạy kia này cũng chưa thử câu lần nào nên là cũng không biết thế nào. Thấy các bác câu được nhiều lắm, thế mọi người câu nhiều lắm mà mình chưa thử. Là phải mua thử mồi. Dính rồi, lại dính con nữa rồi. Ôi thôi, tuột bắt đầu các bạn. Cá nó không đi săn mồi mạnh như thời gian mùa hè cái này. Quang đoạn này ít khi nữa không được lắm các bạn. Nào vào tận sát đây đuổi mồi các bạn. Đoạn này vẫn có nhiều cá lắm các bạn. Đây, đoạn này không biết là cũng có không các bác. Đây họ cũng lắp mà. Lại làm gì không biết. Chắc là để bắt cá cho nó dễ. Sẽ ra được cái đầu mỏm này quăng thử vài phát xem nào. Vừa bắt được một con nữa các bạn. To hết. Không phải là xuất sắc nữa nhưng mà cũng tạm được các bạn. Dính mãi được con. Thời buổi càng ngày câu càng khó khăn. Nguy cơ mắc đá cũng nhiều thì nước chảy nó hơi nông, mồi tuy nhẹ nhưng mà vẫn bị mắc đấy các bác nha.
nhước chỗ này rất đẹp các bác nhé. Xem là có kiếm được con nào. Phát đầu nó mắc rồi các bạn. Mắc vào cái gì nhỉ? Mắc vào cái con đá. Mắc từ bóng. Cái mà to này thì khỏi phải nghĩ luôn các bạn. Nước đẹp thế này mà không có con nào cắn à. Người ta đang đốt cỏ. Không con nào cắn các bạn. Nước đẹp này mà chưa còn được con nào các bác này. Khoảng 4-5 mát rồi chưa được con nào. Dính rồi đấy, mãi phải dính nhé. Rồi, hơi bé thì cũng được, cho vào giỏ làm bữa rán. Nước đẹp này chẳng nhẽ không có con to nào nhỉ các bác nhỉ. Mát. Này nhiều đá quá. Nhìn vậy mà nhiều đá quá, dễ mắc lắm. Đang di chuyển đã. Đầu thác này hay có nhưng mà trời lắng chắc là sẽ có cá nhiều hơn này. Trời nó cũng về chiều không có lắng mấy. Thank you.
có cá đuổi nhưng mà không táp đâu. Câu cái mồi thìa nhỏ này các bạn, mồi thìa kia nước này nó nông quá, toàn thấy mắc thôi, vừa mắc may gỡ được này, vừa bị mắc may gỡ được này, mất toi 150. Đấy, dính cá này, may thế, vừa thấy đã được dính cá này. Câu cái mồi thìa là nhỏ thôi, cái mồi kia ấy lắm, mồi kia nước nó lông này, câu hay mắc lắm, mới lại chẳng có chảy, mắc nó mất đi, chỗ nào sâu quá nó không nổi được, mất phí đi. Chỗ này nước đẹp này mà ít cá lắm các bác nhỉ. Chỗ đẹp như này mà không thấy có cá các bác nhỉ. Này câu tầm quế nó lắng cơ giờ. Giờ nó chiều mặt trời xuống rồi. Nên nó cắn cũng không mạnh mà. Này sẽ cố gắng tô lên nốt cái đoạn phía trên kia. Xong quay về thôi các bạn, tối rồi. Chiều này cá nó cũng không săn mồi mạnh.
Đây lại dính con nữa. Ôi thôi, xong rồi. Cá đợt này rất là bé các bạn, không hiểu sao nó cũng không có loại to như trước đâu, còn có loại to chứ giờ không có loại to, còn loại bé thôi. Vừa ném ra cái nó đã ấp bụp luôn các bạn, nó lại không dính bụp luôn nha bạn, lớp trượt. Không phải không dính mà là lớp trượt. Khu vực bãi cạn đá này rất là hay gặp mương to các bạn đấy. Úi dồi, rất hay gặp mương các bạn nhé. Thấp thấp xuống.
chọn phải là lông lông hay gặp mương, mương to đấy, nó táp trượt phát nữa, sợ chạy mất hút rồi, táp trượt phát nó chạy mất hút rồi các bạn. Lùi lùi lên phía trên đầu này xem nào các bạn. Phía trên đầu này xem có. Dưới kia nữa. Câu nốt buổi nay rằng là mai nghỉ Tết thôi các bạn, không câu nữa, chờ ra riêng khai cần sau. Tết nhất thì cũng nói chung là cũng bận rộn. Chết rồi, à, may quá. Và cái hàng cây họ chặn để giữ cán lại, để chặn cán lại không cho nó ngược lên. Rồi chào các bác nhé, đi về đây. Từ lúc 2 giờ chiều đến giờ đây. Được có từng này cá này các bác này. Chắc được đủ đĩa. Thế nhé, chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé. Các bác thấy kênh em hay nhớ đăng ký và ủng hộ kênh em nhé. Chúc các bác năm mới sức khỏe, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và câu được nhiều cá các bác nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của năm 2020.